Chào anh em, mình đến từ msm.vn. Năm nay anh em có một cái niềm vui cực kỳ lớn luôn. Bây giờ chúng ta chỉ cần có hơn 3 triệu rồi mua rất là nhiều điện thoại đẹp luôn. Trong đó thì phải nói đến một chiếc điện thoại có cấu hình rất là cao. V-Smart Line thì mình không nói rồi, sản phẩm của Việt Nam nó không nói rồi. Nhưng có một cái sản phẩm đến từ thị trường Trung Quốc của cái hãng Realme ấy, tức là Realme Q. Hiện tại bây giờ mình vừa giảm giá có mức giá rất là rẻ luôn. Bây giờ nó là đầu tháng 12 mà bên mình bán chỉ tầm khoảng 3,5 triệu rồi các bạn nhá. Các bạn có thể nhìn thấy trên tay mình đang cầm một chiếc màu xanh lục rất là đẹp ở đây đúng không? Giới thiệu về chiếc này thì rất là quá nhiều người làm video giới thiệu rồi. Nhưng mà ngày hôm nay ấy thì mình lại làm một cái video bóc hộp giới thiệu tiếp, nhưng không phải là con màu xanh lục cái đâu. Đó là một chiếc máy màu trắng mình vừa về luôn. Bởi vì là trước kia thì mình có về những chiếc máy màu xanh lục rồi, màu xanh nước biển. Nhưng đây là lần đầu tiên mà mình về màu trắng nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm clip bóc hộp cái màu trắng cho anh em xem luôn. Đó, thì mình sẽ bỏ cái màu xanh lục cực kỳ đẹp ở đây nhá, và một bên chúng ta sẽ xem màu trắng xem nó có đẹp hay không, bởi vì bản thân mình chưa biết nó như nào đâu. Bây giờ thì cùng nhìn qua vào hộp bên ngoài này, nó cũng chả khác gì những cái hộp màu khác đâu. Chỉ có duy nhất một chỗ là ở dưới này nó ghi là Choma White. Đó, có thể là màu trắng bóng bóng, mình không hiểu cái dịch tiếng Việt nó là gì. Thì đây là một sản phẩm của hãng Realme, một công ty con của hãng Oppo các bạn nhé. Đây là một sản phẩm mà hãng Oppo người ta sản xuất ra với phong cách là giống của hãng Redmi của Xiaomi ấy. Cấu hình cao và giá rẻ. Thì đây là một sản phẩm mà có cấu hình hiện tại trong phân khúc tầm 3,5 triệu, gần như là cao nhất. Nó sở hữu RAM là 4GB, bộ nhớ trong là 64GB và CPU là CPU Snapdragon 7, cụ thể là 712 các bạn nhé. Không có con nào dưới 4 triệu đầu 7 cả, chỉ duy nhất Realme Q này thôi. Đây, mình sẽ bóc hộp bản chính hãng Realme 5 Plus với bộ nhớ trong 128 thì bán mức giá tầm khoảng 5-6 triệu cơ. Đây, mình sẽ bóc hộp nhá. Ngoài hộp thì y xì những màu khác thôi. Rồi, mình sẽ bóc siêu luôn, nguyên siêu các bạn này, nguyên siêu xịn của hãng luôn này. Đó. Để mua máy này thì các bạn cứ vào đường link phía dưới mô tả mình để nhá. Đặt hàng online ship toàn quốc luôn. Giá hiện tại màu trắng thì nó đắt hơn cái màu kia một chút. Mình bán cụ thể thì hiện tại đầu tháng 12 màu trắng này mình bán với giá là 3,750 triệu. Còn các màu xanh lục và màu xanh nước biển ấy thì chỉ có 3,550 triệu thôi các bạn nhá. Đó, giá sẽ thay đổi, cụ thể như nào thì các bạn có thể vào đường link phía dưới phần mô tả đấy, mình để đấy. Đây, màu trắng này các bạn này. Dấu thì đã xem phụ kiện nó có khác không nào. Mình sẽ dấu với màu trắng đi sang một bên này. Mình chưa nhìn nhá. Phụ kiện chiếc máy này thì cực thích luôn, theo một sạc vóc này, sạc gọi là siêu nhanh luôn. Đó, rất là hầm hố nhá. Sạc vóc này, một cáp sạc USB Type-C cực kỳ khủng bố luôn, của hãng Oppo này, rất chất luôn. Chỉ vậy thôi, và một cái khay chụp SIM. Trong này thì chúng ta sẽ có một cái ốp lưng bao cao su màu đen. Đó, ok nhá. Bây giờ mình sẽ cùng xem cái màu trắng xem như thế nào, bỏ sang một bên. Phụ kiện và các thứ kèm theo thì y xì những màu khác thôi. Quan trọng là cái máy sẽ khác. Mình sẽ rút ra nha. Rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy mặt đằng trước này. Nó không khác gì một chiếc máy màu khác, nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy cái viền bên cạnh có thấy màu khác rồi nha. Đây, mình sẽ cùng xoay sang nha. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy cái màu bạc này. Đó. Y xì rồi. Xem này. Ok. Không còn khắc kim cương nữa. Không còn khắc kim cương nữa các bạn ạ. Rất là giống với một sản phẩm khác của những hãng như là Samsung và Xiaomi, đúng không? Đây nó là màu cực quang trắng. Nói thật với các bạn là mình vẫn thích họa tiết kim cương hơn, nhưng màu trắng này cũng rất là lạ. Đó, cùng nhìn lại này. Rất là lạ, chỉ khác có phần như thế này thôi, không còn họa tiết kim cương nữa. Và cảm giác nó, phải nói như nào nhỉ, cảm giác nó cao cấp. Nó cao cấp hơn, bởi vì khi mà các bạn, nếu các bạn cầm trên tay chiếc Redmi Note 8 ấy, trên tay ấy, thì cái họa tiết kim cương này nó cảm giác nhựa, rất là nhựa, và sẽ không được chắc chắn như khỏe như là cái mặt lì của chiếc Redmi Note 8 của Xiaomi. Nhưng mà mình cầm cái màu là trên tay nó giống với sản phẩm CC9 này, CC9E của Xiaomi này, giống như phải Redmi Note 8 Pro của Xiaomi này, và giống như một số sản phẩm của hãng Samsung. Mặc dù nó không điệu cho họa tiết kim cương ở trên camera, các bạn nhìn họa tiết kim cương đẹp không? Đó. Rồi, cùng xem lại nhá. Sản phẩm này thì bên mình vừa báo giá đắt hơn cái màu khác 200.000. Đó.
Để mua hàng thì đơn giản thôi nhá, các bạn cứ vào cái đường link phía dưới phần mô tả đấy, vào trong đó và đặt hàng. Các bạn có thể mua COD qua website bên mình, không cần phải cọc gì cả, nhận được hàng thì các bạn thanh toán, hoặc các bạn có thể mua qua kênh Shopee để đảm bảo an toàn hơn nếu mà các bạn mua qua Shopee đó. Thì mọi thắc mắc thì các bạn cứ comment vào dưới video nhé. Thấy thích thì chia sẻ cho mọi người cũng biết là có sản phẩm màu trắng nó như thế nào.